Uh, xin chào các em. Uh, thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Chí Thanh, giáo viên trường Trung học cơ sở Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn tập vật lý 9. Uh, với mục đích là ôn tập kiến thức cơ bản uh, cho kỳ thi vào trường phổ thông. Nội dung chuyên đề thầy muốn uh, ôn tập cho các em là công và công suất của dòng điện. Trong nội dung chuyên đề này thì thầy chia thành hai phần. Phần thứ nhất là kiến thức cơ bản. Phần thứ hai là luyện tập củng cố. Trong phần kiến thức cơ bản thì thầy chia thành 3 nội dung. Công suất điện, công của dòng điện, sử dụng an toàn và tiết kiệm điện. Nội dung thứ nhất về công suất điện. Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó. P bằng U nhân I. Trường hợp đoạn mạch có điện trở R thì ngoài công thức P bằng U nhân I ta có thể tính công suất điện của đoạn mạch theo công thức P bằng U bình trên R bằng I bình nhân R. Đơn vị của công suất là watt. 1 watt bằng 1 V nhân 1 A. Số watt khi trên dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ điện đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ điện tiêu thụ khi nó hoạt động bình thường. Thầy có ví dụ như sau. Trên bóng đèn LED có ghi 220V gạch ngang 30W. 220V là hiệu điện thế định mức. 30W là công suất định mức. Điều đó nghĩa là nếu mắc bóng đèn LED trên vào nguồn điện có hiệu điện thế 220V thì bóng đèn sẽ tiêu thụ công suất là 30W. Nội dung thứ hai công của dòng điện, công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ, chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác như cơ năng, hóa năng, quang năng, nhiệt năng. Công thức tính công suất là A bằng P nhân t bằng U nhân I nhân t. Đơn vị đo là jun, một jun bằng 1 W nhân 1 giây và bằng 1 V nhân 1 A nhân 1 giây. Ngoài ra người ta còn thường sử dụng đơn vị là kilowatt nhân giờ. 1 kilowatt nhân giờ bằng 1000 W nhân 3600 giây và bằng 3.600.000 J. Hiệu suất sử dụng điện năng H bằng AI trên ATP. Trong đó AI là phần điện năng có ích và A toàn phần là toàn bộ điện năng tiêu thụ. Dụng cụ đo công của dòng điện. Về nguyên tắc thì dùng 3 dụng cụ: vôn kế, ampe kế và đồng hồ đo thời gian. Nhưng trong thực tế thì người ta thường sử dụng là công tơ điện. Vậy thì mỗi số đếm công tơ thì nó tương ứng là lượng điện năng sử dụng là 1 kWh. Tiếp theo là định luật joule phát biểu như sau. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Hệ thức của định luật là Q bằng I bình nhân R nhân T. Như vậy nhìn vào đây, nhìn vào hệ thức Q bằng I bình nhân R nhân T, ta cũng có thể phát biểu ngược lại cái định luật joule Các em nhìn, nhiệt lượng tỏa ra trên một dây dẫn khi có dòng điện chạy qua này tỷ lệ thuận với bình phương cường độ điện với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua cái nội dung thứ ba là sử dụng an toàn và tiết kiệm điện trong nội dung này thì thầy chia thành 3 nội dung nhỏ nội dung thứ nhất là quy tắc an toàn khi sử dụng điện nội dung thứ hai là lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng nội dung thứ ba là các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng <laughs> cụ thể từng nội dung các quy tắc an toàn điện các em quan sát nó gồm các nội dung sau thứ nhất là chỉ làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V thứ hai là phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc quyết điện nhưng đúng tiêu chuẩn quy định thứ ba là khi tiếp xúc với mạng điện gia đình thì phải rất thận trọng vì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của con người và chỉ sử dụng thiết bị điện khi đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn quy định. Quy tắc an toàn tiếp theo đấy là mắc cầu trì có cường độ dòng điện định mức phù hợp với dụng cụ hay thiết bị điện. Rút phích cắm, ngắt cầu dao, áp tô mát khi sửa chữa lắp đặt thiết bị và dụng cụ điện. Nối đất cho các vỏ kim loại của các dụng cụ điện như máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng thầy có thể lý giải tại sao nối đất cho vỏ kim loại thì nó là một trong các quy tắc an toàn vì bản thân các vỏ kim loại này là phân tử không mang điện do quá trình sử dụng thì dòng điện bên trong có thể rò ra vỏ kim loại nếu ta vô tình ta chạm vào thì có thể gây ra hiện tượng bị điện giật và nguy hiểm tới tính mạng vậy thì khi nối đất cho vỏ kim loại giả sử dòng điện có rò ra vỏ kim loại con người chạm vào thì dòng điện sẽ theo hai con đường để xuống đất một là qua người, hai là qua dây nối đất. Vì điện trở của dây nối đất rất nhỏ so với điện trở của người, do đó cường độ dòng điện qua người rất nhỏ và khi đấy không làm ảnh hưởng đến uh, sức khỏe và tính mạng của người. Về lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng, có những lợi ích sau. Thứ nhất là giảm chi tiêu cho gia đình. Cái này rất sát sườn với gia đình của chúng ta. Thứ hai là các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn. Lợi ích thứ ba là giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện quá tải. Và tiếp theo là dành phần điện năng tiết kiệm được cho sản xuất. Vậy thì từ đó có những biện pháp nào để sử dụng tiết kiệm điện năng? Ta đưa ra hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất cần phải lựa chọn sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất hợp lý. Thấy ví dụ, Ờ, hiện tại bây giờ thì đa số các gia đình ấy thì đều sử dụng đèn compact, đèn LED thay cho đèn sợi đốt Hoặc đơn giản là uh, Khi dụng điều hòa, các em có thể để chế độ điều hòa ở 25 độ C Cái biện pháp thứ hai là không sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện Trong những lúc không cần thiết Thấy ví dụ uh, Đối với học sinh trong giờ chơi, uh, Khi các em không ở trong lớp Thì các em có thể tắt điện, tắt quạt Sau đó các em ra ngoài sân trường các em chơi ở trên thầy đã uh, sơ lược qua kiến thức uh, lý thuyết về chủ đề công và công suất của dòng điện. Vận dụng kiến thức mà thầy vừa nhắc lại cho các em, chúng ta cùng giải quyết một số bài tập củng cố sau. Ví dụ 1. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là U. Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là Y công A của dòng điện sản ra trong đoạn mạch này trong thời gian T được tính bằng công thức nào? A là A bằng U nhân Y nhân T B A bằng U nhân Y trên T C A bằng U nhân Y bình trên T Và D A bằng U nhân Y bình nhân T Câu này thì trích ra trong bài thi tổng hợp đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Nam Định ở năm 2019-2020. Vậy thì dùng kiến thức mà thầy vừa nhắc lại cho các em Rất dễ dàng Ta có thể chọn được luôn đáp án A A bằng U nhân Y nhân T Kiến thức này thầy đã vừa hệ thống lại cho các em rồi Ví dụ 2 Để đo điện năng mà mỗi hộ gia đình sử dụng hàng tháng Người ta thường dùng dụng cụ nào sau đây A là ampe kế B là vôn kế và C công tơ mét D công tơ điện vậy thì trong câu hỏi này ta lựa chọn nào nào thầy và trò cùng phân tích này A ampe kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện B Vôn kế là dụng cụ đo hiệu điện thế C công tơ mét là dụng cụ đo vận tốc và trong vật lý ấy, người ta còn gọi tên khác là tốc kế và người ta thường sử dụng trong ở xe máy hoặc là ô tô và d công tơ điện nó chính là cái dụng cụ dùng để đo điện năng mà mỗi hộ gia đình sử dụng hàng tháng ví dụ 3 đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo công suất điện a ôm ký hiệu là omega b watt ký hiệu là w c ampe ký hiệu là a và D V ký hiệu là V. Cũng tương tự như ví dụ 2. Thầy trò của phân tích. Ôm là đơn vị của điện trở. Watt là đơn vị của công suất. Mà đề bài hỏi đơn vị đo của công suất, nghĩa là trong câu này ta sẽ lựa chọn đoạn B. Chúng ta cùng tiếp tục sang ví dụ thứ tư. Công suất điện của một đoạn mạch là A. Năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó B. Điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian C. Mức độ mạnh hay yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó D. Là các loại tác dụng mà dòng điện gây ra ở đoạn mạch Vậy thì đối với ví dụ 4 này là lựa chọn là nào? A, à, năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Đang nói về năng lượng của dòng điện, tức là nói về điện năng. Điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Cái này các em đọc ở chương trình lớp 8 thì điện năng cũng tương tự như vậy. Nó chính là đáp án của ví dụ 4. C là mức độ mạnh hay yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Cái này thì là thể hiện qua cường độ dòng điện. Ở lớp 7 các em học rồi cường độ dòng điện là một đại lượng cho biết mức độ mạnh hay yếu của dòng điện. D là các loại tác dụng của dòng điện gây ra ở đoạn mạch. Thì ở lớp 7 các em cũng đã làm quen là có 5 tác dụng. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý và tác dụng quang điện. Tiếp tục ví dụ 5. Trong số các thiết bị điện đang hoạt động ổn định nào dưới đây? ở thiết bị nào có sự chuyển hóa điện năng thành cơ năng và nhiệt năng a lớn nồi cơm điện b lớn bóng đèn dây tóc c bà là d quạt điện nồi cơm điện khi hoạt động thì điện năng biến đổi thành nhiệt năng b bóng đèn dây tóc khi cho dòng điện chạy qua bóng đèn dây tóc thì bóng đèn phát sáng đồng thời bóng đèn cũng nóng lên như vậy là có tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng ba là khi cho dòng điện chạy qua bàn là thì làm cho bàn là nóng lên nghĩa là khi đấy dòng điện có tác dụng nhiệt d quạt điện khi cho dòng điện qua quạt thì các em thấy là quạt sẽ quay nghĩa là khi đấy có cơ năng đồng thời nó sẽ làm cho quạt nóng lên nghĩa là một phần điện năng cũng đã chuyển đổi biến đổi thành nhiệt năng và đương nhiên dựa vào phân tích trên thì chúng ta sẽ lựa chọn đoán là đi. Tiếp theo sang ví dụ 6. Để ngắt mạch tự động khi đoạn mạch, người ta cần mắc nối tiếp dụng cụ điện với thiết bị điện nào sau đây? A là công tắc điện, B là công tơ điện, C là cầu trì và D là vôn kế. Câu này thầy trích ra trong bài thi tổng hợp tuyển sinh vào 10, Trung học phổ thông tỉnh Nam Định năm học 2017 2018. Để trả lời câu hỏi này, lưu ý các em là ngắt mạch điện tự động. Khi đoản mạch, tức là dòng điện qua mạch là lớn. Công tắc không ngắt mạch tự động. Công tơ điện chính là dụng cụ đo điện năng tiêu thụ hàng tháng. Cầu trì chính là thiết bị tự động ngắt mạch điện khi xảy ra đoản mạch dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Tại sao như vậy? Khi xảy ra hiện tượng đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch tăng nhanh. Mà theo định luật Dương sơ thì Q bằng I bình nhân R nhân T. Khi I lớn thì nhiệt lượng thoát ra lớn và làm cho dây trì nóng chảy và khi đó mạch điện bị ngắt. Còn vôn kế thì thể nói rồi, nó chính là cái dụng cụ để đo hiện điện thế. Như vậy đối với câu vận dụng 6 thì chúng ta lựa chọn đoán là C, cầu trì. Thầy trò cùng sang câu ví dụ 7. Trong các cách làm sau đây, cách nào không đúng với quy tắc an toàn điện? Thầy đưa ra bốn phương án. A là ngắt cầu dao khi sửa chữa điện. B vỏ kim loại của dụng cụ điện được nối đất. C đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà khi tháo lắp bóng đèn. Và D là lắp cầu trì vào dây trung tính. Dựa vào các quy tắc an toàn điện mà thầy đã nhắc lại ở phần đầu của chuyên đề thì ta dễ dàng chọn được đáp án là D. Tuy nhiên cái phần này ấy, các em cũng đã được học ở trong chương trình công nghệ năm 9. Đã nói là đối với dòng điện ở gia đình các em ấy, thì có hai dây là dây pha và dây trung tính. Thì lưu ý các em là câu chi của phải mắc vào dây pha. Lời trò cùng sang ví dụ tiếp theo ví dụ 8 là trên một bóng đèn có ghi 12V, 6W A nhỏ nêu ý nghĩa các thông số ghi trên bóng đèn B tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi nó sáng bình thường Trong phần mở đầu bài của chuyên đề đấy, Thầy cũng đã nhắc lại rồi số V ghi trên bóng đèn nó chính là hiệu điện thế định mức bằng 12V. Và số watt ghi trên bóng đèn chính là công suất định mức. Đối với câu B, người ta cho là khi đèn sáng bình thường, các em chú ý này, đèn sáng bình thường thì có U bằng U định mức bằng 12V, P bằng P định mức bằng 6W. Mà công suất P bằng U nhân Y thay số vào À, sẽ có độ án cường độ dòng điện bằng 0,5A à, Thầy cho cùng sang ví dụ 9 Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở là 48,4Ω tính công suất điện của bếp Vậy thì đối với ví dụ này để tính công suất ta nên sử dụng công thức nào? Đấy, ta nên sử dụng công thức là P bằng U bình trên R. Vì đề bài đã cho hiệu thế là 220V và đã cho điện trở là 48,4 ohm. Thay số vào thì ta có P bằng 220 bình trên 48,4 và bằng 1000W. Như vậy công suất điện của bếp là 1000W. Trên đây là thầy vừa cung cấp cho các em các kiến thức về lý thuyết và vận dụng một số bài tập của chuyên đề công và công suất của dòng điện. Để xem lại bài dạy cũng như là cập nhật các bài tập trực tuyến thì các em có thể vào đường link nam định.edu.vn/cách chéo dạy học trực tuyến cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy chúc các em có một kiến thức chắc chắn để chuẩn bị cho kỳ thi vào trung học thông sắp tới cảm ơn các em